Chào mọi người, lại là Diệu đây. Chào mừng khách hàng đến với kênh YouTube của xe máy Thành Tâm. Thì hiện tại ha, bây giờ bắt đầu năm mới rồi, thì bây giờ Diệu sẽ báo giá một cái dòng xe mà gọi là cái dòng xe mà tạo động lực đầu năm cho mọi người ha. Và cái dòng xe ngày hôm nay Diệu báo giá cho mọi người ha là dòng SH nha. Thì Diệu sẽ báo giá tổng về các chiếc SH bên cửa hàng ba cho mọi người luôn ha. Thì đầu tiên trước mắt mọi người là một em màu SH màu đỏ đen. Chiếc này á thì SH 125 CBS đời 2019 này, mẫu cũ nha mọi người. Thì hiện tại mẫu này bên cửa hàng đang có giá là 81 triệu đồng. Chiếc xe tiếp theo báo giá cho mọi người ha, cũng là một em SH màu đỏ đen nha. Cái này là bánh trước bánh sau còn zin 100% luôn nha mọi người. SH 125 CBS đời 2019, giá bên cửa hàng đang có chương trình giảm 2 triệu còn lại 80 nha. Ở đây một em SH 150 ABS đời 2018 nha. Em này vàng trưng, máy móc còn rất là đẹp luôn. Con này mới đi có 9.000 thôi. Thì giá bên cửa hàng giá là 97 triệu đồng. Rồi, tiếp tục là sẽ báo giá cho mọi người một em SH màu đỏ đen mẫu mới nha. Em này hiện tại đang có chương trình giảm giá là 9 triệu rưỡi nha. Chiếc này hiện tại giá còn là 95 triệu đồng nha. Đây là một em SH 350 nha. Em này hiện tại bên cửa hàng đang có chương trình giảm sốc nè, giảm gần 30 mấy triệu đồng luôn. Thì con này còn là 119 triệu nha. Thì khi khách hàng mua xe bên cửa hàng Thành Tâm, mọi người có thể yên tâm là xe khách hàng mặc dù là xe lướt nhưng mà bao cho người là máy móc zin 100%, bao không đâm đụng và bao test hãng luôn. Là mọi người có thể là đem, ví dụ như không tin về máy móc xe á, có thể là vào hãng để mà test thử nha. Tiếp theo ha, sẽ báo giá cho mọi người một em SH màu xám đen nha mọi người. Chiếc này hiện tại đang có chương trình giảm cho mọi người là 4 triệu đồng. SH 125 ABS đời 2017. Hiện tại giá giảm là còn 80 triệu này hẳn ABS nha mọi người. Rồi, con tiếp theo báo giá cho mọi người là em SH 125 ABS đời 2018. Chiếc này giá đang còn là 82 triệu đồng. Rồi, tiếp theo báo giá cho mọi người ha. Em này cũng đang có chương trình giảm 4 triệu cho mọi người nè. SH 150 ABS đời 2018 giá giảm còn 93 triệu đồng. Thì bên cửa hàng Thành Tâm á, để mà mọi người mua xe dễ dàng hơn thì cửa hàng Thành Tâm cũng có hỗ trợ trả góp cho người ha. Thủ tục á, thì chỉ cần là căn cước công dân, là hóa đơn điện hoặc là căn cước công dân, bảo hiểm y tế doanh nghiệp và lên hồ sơ được nha. Thì bên thủ tục bên ngân hàng sắt á, thì sẽ hỗ trợ cho mọi người á, là lên hồ sơ tối đa 60 triệu cho các dòng SH nha. Tiếp theo là em SH 125 CBS đời 2018. Chiếc này góc phố nha mọi người. Mình mua những chiếc xe giá trị gì á mà xe góc phố thì mình sẽ gợi tiền phí trước bạ rất là nhiều luôn. Thì thay vì á là đóng phí trước bạ 5% thì chiếc này sẽ tầm là 3 triệu đồng. Nhưng mà con này á góc phố rồi thì những khách hàng ở góc phố, ở phố á thì mua chiếc này chỉ đóng 1% thôi. Tầm 480.000. Chiếc này đang có giá là 76 triệu nha. 125 CBS 2018 nha. Rồi mẫu xe tiếp theo báo giá cho mọi người là em SH 150 ABS đời 2020. Thì em này cũng đang có chương trình giảm giá nè, giá còn là 96 triệu nha. Tiếp tục một em SH 125 CBS đời 2020 nha. Con này hiện tại đang giá còn là 75 triệu. Và đây là một em SH 350 nè. Thì con này cũng đang có chương trình giảm giá cực sốc cho mọi người luôn. Đang giá còn là 119 triệu nha. Và tiếp theo ha là báo giá cho mọi người các dòng SH màu đen nhám bên cửa hàng nha. Đầu tiên là em SH 150 CBS đời 2019. Do cái màu này là cái màu hiếm nha. Hình giá cũng sẽ cao hơn các dòng xe khác tí xíu. Thì con này đang có giá là 108 triệu xe góc phố luôn nha. Thì phí trước bạ tầm là 937 ngàn nha. Tiếp theo là em 150 CBS đời 2019. Chiếc này cũng là màu đen nhám nha mọi người. Giá là 97 triệu. Ở đây, kế bên đây là một em SH 125 CBS đời 2019. Giá là 85 triệu nha. Tiếp tục, một em SH 150 ABS đời 2019. Con này giá là 109 triệu. Đây là SH 150 ABS đời 2018 nha. Xe là màu đen bóng nha mọi người. Chiếc này hiện tại là xe góc phố. Phí trước bạ là tầm là 750 ngàn cả cách ở huyện và ở phố luôn. Thì giá bên cửa hàng là 94 triệu. Con này hiện tại ha thì bên đây đang dở dàn đầu nha. Mọi người lại mua thì mình sẽ gắn dàn đầu vô nha. Đang vệ sinh lại. Thì chiếc này đang có chương trình là giảm 8 triệu rưỡi.
SH150 ABS đời 2020 giá giảm còn là 96 triệu 500 nha. Còn đây là một chị em SH màu xám xi măng nè. Chiếc này được nhiều khách hàng hỏi lắm, giảm đang giảm 9 triệu cho mọi người luôn. Còn 97 triệu SH150 ABS đời 2020 nha. Thì quý khách hàng nãy giờ mình xem á, mình có đang thích mẫu xe nào á, thì có thể là để lại số điện thoại nè, hoặc là gọi trực tiếp số điện thoại trên màn hình, thì sẽ nhân viên tư vấn trực tiếp cho mọi người. Hoặc là mình đang cần báo giá dòng xe nào ở đầu năm này á, thì có thể là comment bên dưới nè, thì Diệu sẽ thực hiện làm video cho mọi người tham khảo giá nha.